Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhẹp vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh săn bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh săn bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn. Thì cái tiếng mà anh em đang nghe trên clip này là Thuận chèn cái bài nhạc vô để giữ lại cái bản quyền. Còn khi nào mà anh em lấy cái bản gốc mà không bị chèn nhạc vô là anh em mua, Thuận sẽ bán cho anh em cái bản gốc là Thuận gửi ra là không có cái tiếng nhạc chèn vô, và cái bản gốc nó sẽ đầy đủ hơn cái bản này. Thì anh em nếu mà anh em thấy hay thì anh em bấm vô like cái clip này và đăng ký kênh săn bẫy của Thuận. Đồng thời nếu anh em thấy có ý kiến gì anh em bình luận bên dưới để Thuận phát triển thêm về mọi mặt. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Thì cái tiếng mà anh em đang nghe trên clip này là Thuận chèn cái bài nhạc vô để giữ lại cái bản quyền. Còn khi nào mà anh em lấy cái bản gốc mà không bị chèn nhạc vô là anh em mua, Thuận sẽ bán cho anh em cái bản gốc là Thuận gửi ra là không có cái tiếng nhạc chèn vô, và cái bản gốc nó sẽ đầy đủ hơn cái bản này. Thì anh em nếu mà anh em thấy hay thì anh em bấm vô like cái clip này và